Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của VK Travel nhé. Hôm nay tụi mình sẽ dẫn mọi người đến Purslane World ở Wanaka. Và từ Wanaka Ramada Resort, chỗ tụi mình ở, lái xe đến Purslane World khoảng 15 phút. Hello, người tài xế. Mời mọi người cùng ngắm nhìn đường phố ở thị trấn Wanaka nhé. Wanaka là một thị trấn nhỏ nằm ở đảo phía nam của New Zealand, cách sân bay Queenstown khoảng 62 km về phía bắc. Và thị trấn Wanaka hiện chỉ có khoảng 9.000 cư dân đang sinh sống, và chủ yếu họ sống bằng nghề du lịch. Chi phí đời sống, giá cả và mọi thứ ở đây khá mắc nha mọi người. Đây là cái biển báo Purslane World bên tay phải còn 400m nữa. Và tụi mình chuẩn bị quẹo phải vào Purslane World. Tụi mình sẽ để địa chỉ trong video để mọi người tiện tham khảo ha. Wow, các bạn có thấy cái tòa tháp nghiêng nằm bên tay phải của mình không ạ? Đây là bảng hiệu trước cửa Purslane World. Chào mừng mọi người đến với thế giới kỳ ảo ở Wanaka. Chắc là thú vị lắm đây mọi người. Rồi bây giờ tụi mình đi vô Purslane World ha. Ở Purslane World có hai nội dung để các bạn vui chơi, đó là phòng ảo giác và cái mê cung. Thì mỗi một nội dung như vậy là 18 đô, nhưng mà nếu mà các bạn mua một cái vé tổng hợp á, thì chỉ có 22,5 đô cho một người thôi, và hai người là 45 đô. Thì theo tụi mình nghĩ là đã đến đây chơi thì các bạn nên chơi luôn hai nội dung để cho biết nha mọi người. Lần đầu tiên mình thấy tờ tiền New Zealand rất là đẹp nha mọi người. Và sau khi mua vé thì họ sẽ đóng một cái dấu trên tay của mình. Rồi, hôm nay mình sẽ trải nghiệm đi toilet thời trung cổ nha các bạn. Cameraman đếm 5 giây rồi mới bước vô nha. Bước vô cái lady đi. Đếm 5 giây. Hôm nay mình trải nghiệm đi toilet thời trung cổ nha các bạn. Hồi xưa vào cái thời La Mã cổ đại thì người ta thường vào những cái nhà vệ sinh công cộng như thế này để đi toilet. Và người ta thường ngồi chung như thế này. Lúc đó thì con người vẫn chưa có phát minh ra giấy vệ sinh nha các bạn. Đó, đi toilet hồi xưa thì mọi người ngồi kế nhau nói chuyện thoải mái. Rồi, muốn ngồi kế không? Vô ngồi luôn. Rồi, chúng tôi đang ngồi đi toilet chung với nhau ha. Rồi qua kia ngồi lỗ đi. Vì không có giấy vệ sinh cho nên người ta thường dùng những cây cọ gỗ bên trên đính miếng bọt biển để cọ rửa sau khi đi vệ sinh. Và dùng xong thì người ta thường ngâm những cây cọ này trong nước biển hoặc giấm để người sau sử dụng. Nó phải có cái cây, cây thường người ta đi xong người ta chùi bằng cái cây này nha các bạn. Đó, và người ta chùi chung một cây nha. Chỉ có những cái tầng lớp quý tộc mới là có cái cây riêng của mình ha. Lúc này là người ta chưa có phát minh ra giấy, và nhất là cái giấy vệ sinh đó. Đó, thì có lúc nào ở trong cái này cũng có một cái người phục vụ đó. Đó, tầng lớp quý tộc của La Mã nè, thời La Mã nè đó các bạn thấy không. Nó ngồi ai cũng cầm cái cây riêng, đứng xong là họ cọ vào cái sau cái mông của họ ha. Mình không biết có sạch hay không mà mình chỉ thấy nhột thôi đó. Sạch
Dạ, rửa trong cái bồn này nè, trong cái bình này nè. Và hôm nay là mình thực tế luôn ha, các bạn coi. Cái này làm chơi cho vui thôi, các bạn có gì nữa rồi. Thường thì người ở tầng lớp lao động sẽ dùng chung cây cọ với nhau. Chỉ có tầng lớp quý tộc giàu có thì người ta mới có cây cọ riêng và có người phục vụ. Chính vì cây cọ này được dùng chung và không được vệ sinh cẩn thận, những người xài chúng có nguy cơ bị nhiễm trùng, nhiễm khuẩn và dẫn đến tử vong. Rồi khi mà mình mua vé đó, nó có stem cái này cho mình. Mình chỉ việc đưa cái bàn tay vô ha. Là đó, cửa mở nè các bạn. Mình đưa tay vô cửa mở ha. Ui, cái hình đầu tiên ghê quá, giống như ma xuất hiện vậy các bạn. Cái này là plasma glove. Cái tia này tia plasma. Một ngón à, được chưa? Năm ngón. Đó. Rồi bây giờ cái thử thách thứ hai là mình đi cái con đường nó nghiêng 15 độ nha các bạn. Đó, nó là tiêu hao nè. Đó, chuẩn bị mình bước lên nè. Ừ, cái này trong cái game show gì á là có rồi đó nha. Oh my god. Trời ơi, ghê quá. Oh my god. Anh có bị chóng mặt không? Có bị chóng mặt chút chút. Như vậy là đang thẳng nha mấy bạn. Còn mình mới là nghiêng nha mấy bạn. Rồi, em đi lên thử coi. Cứ như đi lên dốc bình thường thôi. Ừ. Ngồi nghỉ xíu rồi. Già cả. Ôi, chóng mặt quá. Rồi, quay đi, thành thử thách ra. Please return chair. Start here. Rồi, đi quay. Mở bấm quay chưa?
tiến phái của Nam rồi. Tao phải bước xuống bằng cái cầu thang đó. Ồ vậy? Dạ. Sao tự nhiên là tự động nó chạy lên nè. Rồi, hãy thử. Thôi em không thử. Ở đây vui lắm. No. Chóng mặt. Sao hết á? Lên nó hết chóng mặt hả? Chóng mặt lắm. Không có chóng mặt. Chóng mặt. Đi lên. Thôi, em chóng mặt lắm. Do it! Just do it! Đây. Đi mắc cười lắm các bạn. Cảm giác là sợ luôn á. Ồ, hay quá cái này, hay quá. Này, công nghệ mới nha mấy bạn. Nó có một cái máy chiếu, nó chiếu vào cái hình đấy. Đó. Và bây giờ là cái thử thách thứ ba. Cũng chả có thử thách gì đâu. Thật ra đây là mình cảm giác giống như là nhiều cái gương mặt nhìn theo mình cùng một lúc thôi. Đó, mình đi đâu là nó nhìn theo mình đó. Mình lại gần nữa các bạn. À, thật ra nó là một cái nó điêu khắc lõm thôi. Thì chính vì cái điêu khắc lõm này là mình có cảm giác là mình đi đâu thì cái gương mặt nhìn theo mình ha. Còn cái vị này là Abraham Lincoln, tổng thống mà vị tổng thống đáng kính của nước Mỹ. Rồi không nhớ là thứ mấy. Nhưng mà vị tổng thống này đã dừng cái cuộc nội chiến ở nước Mỹ ha. Tham quan cái người ta tạc tượng hoặc là người ta làm những cái vật thể là lạ nha mấy bạn. Nói chung là quá sáng tạo. Nè mấy bạn coi nè. Cái này chắc là cái năng lượng vô tận luôn nha mấy bạn. Kỹ sư người ta thiết kế ra cái này là nó quay hoài luôn nè. Đó, nó có thể chậm ở ngay khúc đó nhưng mà sau đó bắt đầu cái lực nó kéo trở lại. Không biết nó có áp dụng vào thực tế cho cái năng lượng này hay không. Rất là hay. Đúng là những thứ mình chưa bao giờ mình thấy trên cái cõi đời này. Còn cái kiếp nè. Đó. Bây giờ mình đứng đây mình nhìn thì mình sẽ không thấy gì nha mấy bạn. Đâu để mình thử mình đổi góc coi. Mà mình cũng không thấy gì luôn các bạn. Rồi bây giờ mình đổi cái góc khác thôi. Và thật sự mình cũng chẳng thấy gì hết nha. Để coi, chắc phải theo hướng dẫn mới được. À, mình cảm giác giống như là cái này thực ra nó không phải là không phải là mình thay đổi góc nhìn mà nhìn nó kiểu khác. Ý nó chỉ muốn nói với mình là khi mà nó đổi một cái màu như vậy thì mình cảm giác cái cục này nó nổi lên và cái góc này nó mất đi một cục thôi, nó lõm vào thôi. Thì cái kiểu vẽ đó nó làm cho mình cảm giác như vậy. Mà thật ra nó là một cái mặt phẳng. Cuối cùng mình cũng đã hiểu. Mình thông minh ghê. Đây.
Ồ hay chưa nè. Đó, nó dính với nhau mà nó quay. Mình cảm giác giống như là nó sắp rớt ra vậy đó. Cho đó giống như cái cây kem mình ăn đó mấy bạn. Hay quá ha. Còn đây là cái gì đây? Wow. Cái này nè, mình nhìn ở một góc khác nó là cái khác, và mình đổi góc thì nó sẽ trở thành cái khác. Ví dụ như mình nhìn góc này đi, mình không thấy gì ha. Ok. Ở đây mình cũng không thấy gì luôn mấy bạn. Đổi góc này coi. Không thấy gì luôn. À, mình phải bây giờ mình phải, nó nói mình phải đi theo cái màu trắng này nè. Điểm xanh à, ok. Bây giờ mình tới điểm xanh nha mấy bạn. Bởi vì không theo hướng dẫn là không được. Đó. Ok. Điểm đỏ ha. Đúng rồi, nó thành một cái hộp. Đó, đúng rồi, nó thành một cái hộp, cái box. Yep. Hết rồi ha. Còn cái này, khi mà nó chạy rồi nó cứ quay cái quả cầu, mà cái quả cầu nó cứ nằm im ở giữa nè mấy bạn. Nó không rớt xuống luôn nè, hay chưa? What? Mình cảm giác cái quả cầu nó cứ nằm ở giữa như vậy. Cái góc quay nó trên đó. Ôi hết pin rồi mấy bạn ơi. Giờ mình chuyển qua mình quay cái này á là nó hơi rung xíu nha mấy bạn, thông cảm nha. Tại vì cái camera Osmo Pocket của mình nó hết pin rồi. Rồi mình bước vô phòng này thôi ha. Step inside and look up. Bước vô phòng này và nhìn lên thành phố. Đầu tiên là mình thấy một khu vực thẳm chứ các bạn. Ồ, các bạn nào dám bước vô không? Ghê quá. Vực thẳm không đáy luôn các bạn. Giờ mình thử thách, mình bước thử nha. Cảm giác nó hơi ớn nè. Ok, bây giờ mình vô nha các bạn. Rồi, đóng. Bước lại nha. Rồi, ok, mình lúc đắp có nghĩa là nhìn lên trên. Mình nhìn lên ha. Giống như mình lọt vô một cái... Ui! Sao tắt đèn rồi? À, mình phải mở cửa nha mấy bạn. Đóng cửa nó tự động nó tắt đèn thôi. Cái này là tự sát mà làm như thật nữa rồi. Là kiếm, bỏ kiếm nhìn mình. Hay quá, da làm thật quá rồi. Nếu mình đang quay ổng cử động mình bỏ chạy. Ok thôi, chào đồng chí nhé. Nghệ thuật vẽ tranh tường nữa. Họa sĩ tốn rất là nhiều giờ để mà hoàn thành cái tác phẩm này. Mình xem lại. Nó gọi là hanging top, là cái lumine nước mà treo. Thật ra theo mình tìm hiểu á, đây nó là một cái ống nước luôn mấy bạn. Nè, đó ha, mình đụng tay vô đâu có được đó. Cái ống nước trong nó cảm giác như là ấy, thì nước nó truyền ở trong đó nha mấy bạn. Chảy lên nó. Mình tưởng nó là một cái tia nước mà thật ra nó là cái ống nước, cái ống trong suốt. Đây là cái bức tường dây leo.
đẹp. Nó từ nóng rong rêu này, thấy không? Tại vì nước tưới mà. Có nhiều cái nhà villa lớn người ta có trồng những cái này trong nhà, nhưng mà theo mình nghĩ là không có nên đâu, tại vì nó sẽ có những con này con kia nó vào nhà mình. Mặc dù nó tạo ra không khí oxy ở trong nhà nhưng mà mình thấy cũng không có cần thiết đâu. Tại vì nó sinh ra những cái con này con kia trong nhà khó trị lắm. Rồi, đây là một cái trải nghiệm khác ha. Look up. Look right to see an amazing illusion. Là cái nào đó? Đây. Hay chưa? Cái này giống như là cái cây nó xỏ qua hai con bù lông á, nhưng mà mình không biết nó xỏ như thế nào. Mình cảm giác giống như là cái thanh ở giữa này nó cong nha mấy bạn, nhưng thật ra nó thẳng. Nó thẳng là thật ra. Người ta làm để tạo ra cảm giác đó, mình đứng nhìn được nó thấy không? Mình không có biết được là nó làm như thế nào. Thank you. Cái này thì mình không biết là cái kiểu gì. Hôm nay cái cây bỏ lết nha mấy bạn. Thấy cái gì ở trong đây? Thấy một cái gì đó, nhưng mà mình thì mình thấy mặt, hai khuôn mặt ở trong đó. Đó, thấy không? Hai khuôn mặt. Trong đây thì một cái ạc nào đó thôi. Đồ ăn rồi. Chai treo lên lửng trên không, mình không biết người ta làm như thế nào, nó lạ ha. Có thể cái dây đó là cái dây thừng, đó là một cái dây kẽm rất là cứng ha, và nó có thể đỡ nguyên cái chai lên. Ai chế ra cái két sắt mà bằng thùng giấy này cũng ý tưởng tuyệt vời. Mình có thể mở từ phía trên để tiện ha, mình đọc mật mã đó. Máy may nữa, chuyển động nè các bạn. Các bạn hãy dành một phút để bấm like, share và sau đó các bạn nhớ bấm nút đăng ký và ấn vào cái chuông nhỏ để ủng hộ kênh và theo dõi video mới của VK Travel nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn.